Thưa quý vị, trước lúc đi xa, trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã căn dặn, đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa hồng vừa chuyên. Thực hiện lời dạy của Bác, các thế hệ đoàn viên thanh niên tỉnh nhà không ngừng nỗ lực, vượt khó, sáng tạo trong học tập, lao động, để xứng đáng là những bông hoa ngát hương trong vườn Bác, ghi nhận tại huyện Cần Giuộc. If you arrive in Vietnam and ask anybody who is the greatest man in your country, you must be surprised that all the answers were just one name. He is the Ho Chi Minh president, whose hands are beautiful. Đây là một trong 33 video tham gia hội thi kể chuyện về Bác Hồ bằng tiếng Anh do Đoàn trường Trung học Phổ thông Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc tổ chức nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi video cho học sinh của trường ở các khối lớp thực hiện, thời lượng từ 3 đến 8 phút, gồm phần tự giới thiệu về trường, đơn vị, lời dẫn vào câu chuyện và bài học rút ra. 70% điểm số do ban giám khảo quyết định, 30% còn lại căn cứ vào mức độ tương tác khi video đăng tải trên mạng xã hội, fanpage đoàn trường. Khi mà tham gia cuộc thi này thì em cảm thấy rất là vui và tự hào vì đây là một cơ hội tốt để bọn em tìm hiểu thêm về cuộc đời Bác, cũng như là những cái video khi mà được đăng tải lên trang của trường thì những cái lượt like, lượt share từ mọi người đã tiếp thêm động lực cho em để tham gia vào những phong trào tiếp theo của trường. Đồng thời thì cái phương thức quay video này cũng giúp cho tụi em tăng thêm được kỹ năng của mình để khi ra được những môi trường khác thì bọn em có được những cái kỹ năng để bọn em làm tốt hơn phần của mình nhất. Bên cạnh cuộc thi này, hàng loạt mô hình học tập và làm theo gương Bác được triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Trong đó có những chương trình thiết thực như em nuôi của đoàn, quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình tiếp sức đến trường, bữa cơm không đồng, tủ áo tình thương. Các mô hình viết nhật ký làm theo lời Bác, cụ thể hóa năm điều Bác Hồ dạy thành vườn qua dân Bác, tuyên truyền tấm gương đạo đức, lời dạy của người đối với thanh thiếu nhi bằng hình thức sân khấu hóa, tư liệu, phim ảnh, tiếng loa thanh niên, tổ chức trang trọng lễ kết nạp đoàn viên, hội viên, đội viên ở các khu di tích lịch sử cũng được quan tâm thực hiện. Phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong thanh niên dần khởi sắc và có nhiều cá nhân vinh dự nhận các giải thưởng của Trung ương đoàn. Thì thời gian qua huyện đoàn đã xây dựng các kế hoạch và triển khai đến các cơ sở đoàn, phát động các phong trào, các mô hình với những nội dung cụ thể, hình thức sinh động và phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Thì những việc học tập, những cái phong trào học tập và làm theo Bác của tuổi trẻ Cần Giuộc đã lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn và qua đó phát huy hiệu quả vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn. Đây cũng chính là nơi khơi nguồn cho những bông hoa đẹp tỏa ngát hương thơm trong vườn Bác, xứng đáng là tấm gương góp phần định hướng lối sống đẹp cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà.